Bà con nông dân và các bạn thân mến, công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y là khâu đầu tiên và quan trọng nhất trong việc ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan trên đàn vật nuôi, đồng thời góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật. Chính vì vậy, trong những năm qua, công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành hoạt động của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. Trong chuyên mục Thú y với Chăn nuôi hôm nay, chúng tôi có phóng sự Vĩnh Phúc tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Mời bà con nông dân và các bạn cùng theo dõi. Kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và kiểm soát giết mổ là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc gia cầm, nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh, giúp chăn nuôi phát triển ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh thường xuyên chỉ đạo trạm chăn nuôi thú y các huyện thành thị thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc gia cầm, tích cực tuyên truyền và bám sát cơ sở để theo dõi tình hình chăn nuôi nhằm phát hiện và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, đồng thời kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc gia cầm ra vào tỉnh. Trong năm 2016 vừa qua, Chi cục đã cấp 32.538 giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, tăng 8.564 giấy so với năm 2015. Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã thực hiện cấp 34 giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, cơ sở ấp nở trứng gia cầm, cơ sở sản xuất kinh doanh con giống, nơi tập trung bốc xếp động vật, sản phẩm động vật, cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật. Chính vì vậy, liên tục nhiều năm gần đây, trên địa bàn tỉnh không phát hiện trường hợp gia súc gia cầm bị mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, tai xanh ở lợn, tạo điều kiện cho các chủ trang trại, hộ chăn nuôi tích cực đầu tư vốn, nhanh chóng tái đàn, mở rộng quy mô chăn nuôi. Tuy nhiên, thời điểm trước và sau Tết, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm trên địa bàn tỉnh tăng cao, việc vận chuyển gia súc gia cầm cũng tăng mạnh, dẫn đến nguy cơ tái phát dịch bệnh và khó kiểm soát là không tránh khỏi. Chính vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh đòi hỏi phải có sự kiểm tra chặt chẽ từ các cơ sở giết mổ đến nơi tiêu thụ. Để chủ động phòng chống dịch bệnh lây lan phát sinh trên đàn vật nuôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai các giải pháp đồng bộ sau. Chỉ đạo hệ thống thú y tham mưu cho Ủy ban nhân cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm được các quy định của pháp luật về công tác kiểm dịch, vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở giết mổ theo thông tư 45 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và đóng cửa các cơ sở giết mổ không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y theo quy định, chỉ đạo kiểm dịch viên tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ trên địa bàn, đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang chỉ đạo lực lượng kiểm dịch tăng cường bám sát tình hình sản xuất chăn nuôi, buôn bán giết mổ vận chuyển gia súc gia cầm, sản phẩm gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh, nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tế. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán giết mổ gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý và không cấp giấy chứng nhận nếu phương tiện sản phẩm gia súc gia cầm không đủ điều kiện quy định về vệ sinh thú y. Bên cạnh đó, Chi cục cũng chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật hiểu được tầm quan trọng của công tác kiểm dịch trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong việc sử dụng động vật, sản phẩm động vật đã qua kiểm soát của cơ quan thú y. Gia đình tôi là chủ buôn bán vận chuyển lợn đến Dương. Được sự hướng dẫn của trạm chăn nuôi và thú y Tam Đảo, tôi thực hiện làm kiểm dịch vận chuyển theo quy định, không bắt lợn ốm. Chúng tôi bắt lợn khỏe mạnh và rót nồi cốc. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát giết mổ cũng được chi cục đặc biệt coi trọng. Hiện trên địa bàn tỉnh đang có trên 200 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, trong đó mới chỉ có 2/3 số cơ sở giết mổ này được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã huy động toàn bộ cán bộ thú y để kiểm tra quy trình giết mổ tại các cơ sở từ 2 giờ đến 6 giờ sáng hàng ngày. Đặc biệt đối với gia súc gia cầm nhập từ ngoài tỉnh, cán bộ thú y sẽ kiểm tra các thủ tục kiểm dịch, tiến hành kiểm tra lâm sàng rồi mới cho giết mổ.
Tất cả các sản phẩm giết mổ tại những cơ sở giết mổ đã được cơ quan thú y cấp giấy phép phải được đóng dấu trên thành phẩm trước khi đưa đi tiêu thụ. Trạm chăn nuôi thú y chúng tôi trước hết là thực hiện một số cái biện pháp là tăng cường cái công tác tuyên truyền các cái văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực giết mổ gia súc gia cầm. Thứ hai là thực hiện đánh giá các cơ sở giết mổ theo cái thông tư 45 về quy định cái điều kiện giết mổ và vệ sinh thú y. Xong với việc đó thì chúng tôi đánh giá những cái cơ sở mà đạt thì chúng tôi thẩm định hồ sơ và đề nghị là cấp cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm để đủ điều tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động giết mổ. Còn đối với cái cơ sở mà không đạt thì chúng tôi đề nghị Ủy ban nhân xã đóng cửa không cho hoạt động giết mổ gia súc gia cầm. Chúng tôi đã có mặt tại một cơ sở giết mổ lợn ở thôn Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam Dương lúc 1 giờ 30 phút sáng. Được biết đây là một trong số ít các cơ sở đã được cấp giấy cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với việc giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn huyện Tam Dương. Bình quân mỗi ngày, cơ sở này mổ khoảng trên dưới 10 con lợn cung cấp cho các tiểu thương trong khu vực. Cao điểm vào dịp Tết, con số này có thể dao động từ 15 đến 20 con. Do thường xuyên được tuyên truyền và kiểm tra kịp thời của các cơ quan chức năng, nên ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở này đã được nâng lên. Được sự hướng dẫn cơ quan thú y, gia đình tôi đã làm lại khu vực giết mổ ốp nát sạch sẽ và không bắt lợn ốm lợn bệnh. Lợn là phải có nguồn gốc khỏe mạnh. Huyện Tam Dương đang được đánh giá là địa phương làm tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y. Là một trong những địa phương có tổng đàn gia súc gia cầm lớn, trong năm 2016, số lượng đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Tam Dương tăng 20% so với cùng kỳ, nên công tác phòng chống dịch bệnh được các cán bộ nhân viên trạm thú y chú trọng hơn, nhất là khâu kiểm dịch trước. Hiện nay, huyện Tam Dương có hơn 13.000 con trâu bò, 81.000 con lợn và khoảng 2,7 triệu con gia cầm. Thị trường tiêu thụ gia súc gia cầm ở địa phương chủ yếu là thành phố Hà Nội. Có thể nói, công tác kiểm dịch vận chuyển được trạm thực hiện thường xuyên. Công tác kiểm dịch thì là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của trạm chăn nuôi và thú y. Thì chúng tôi cũng phân công cán bộ, nhân viên thú y xã tăng cường hơn với cái lượng, cái thời lượng mà đi xuống cơ sở kiểm tra, nắm bắt tình hình là cũng tăng hơn. Và đồng thời là cũng phân công các đồng chí phối hợp làm cái công tác kiểm dịch để kiểm soát cái công tác kiểm dịch để đảm bảo cho cái động vật xuất ra ngoại tỉnh được an toàn cũng như là tạo thuận lợi cho cái công tác chăn nuôi của địa phương phát triển. Hiện nay huyện Tam Dương có 4 doanh nghiệp và gần 25 trang trại chăn nuôi lợn, gà có quy mô lớn. Trung bình mỗi tháng, trạm tiến hành kiểm dịch từ 400 đến 500 chuyến động vật, sản phẩm động vật cho các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ hộ chăn nuôi và kịp thời ngăn chặn các chuyến hàng không đảm bảo chất lượng ra thị trường, bất kể ngày đêm, các cán bộ nhân viên ở trạm thú y huyện Tam Dương luôn có mặt để kiểm dịch, phục vụ các chuyến hàng đảm bảo xuất đi các tỉnh. Về phía những chủ hộ buôn bán kinh doanh vận chuyển sản phẩm động vật và gia cầm trên địa bàn huyện, nhờ được tuyên truyền nên ý thức chấp hành việc kiểm dịch rất cao. Gia đình nhà tôi buôn bán vận chuyển kinh doanh gà. Nhà tôi chấp hành đầy đủ kiểm dịch vận chuyển và chuyên kinh doanh gà khỏe mạnh. Kết quả trong năm 2016, trạm chăn nuôi và thú y huyện Tam Dương đã thực hiện kiểm dịch được hơn 6.000 chuyến vận chuyển các loại động vật, sản phẩm động vật, tăng 1.500 chuyến so với cùng kỳ. Với phương châm kiểm dịch tận gốc, quản lý triệt để. Bên cạnh tăng cường công tác kiểm dịch, trạm thú y huyện còn làm tốt công tác quản lý dịch bệnh. Theo đó, trạm thú y đã thực hiện nghiêm việc giám sát bảo hộ sau tiêm phòng vaccine, lấy mẫu huyết thanh, thu thập bệnh phẩm, hướng dẫn các hộ chăn nuôi có quy mô trang trại giám sát dịch bệnh gia súc gia cầm nhằm phát hiện dịch nhanh, khai báo kịp thời. Ngoài ra, việc tiêm phòng đạt tỷ lệ hơn 90%, khử trùng tiêu độc đầy đủ tại các chợ đầu mối và tại 100% hộ chăn nuôi đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn thực phẩm không an toàn, kém chất lượng trôi nổi trên thị trường. Gia đình tôi nuôi từ 2 đến 3.000 gà thả vườn.
Trong quá trình chăn nuôi, chúng tôi tuân thủ theo những quy định của bên thú y xã, bên thú y huyện để giúp cho đàn gà khỏe mạnh và bán có giá. Con gà khỏe mạnh thì ít tiền thuốc và đem lại kinh tế cao cho gia đình. Có thể nói kiểm soát vận chuyển và kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y là biện pháp quan trọng để phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh phát sinh trên đàn vật nuôi. Tuy nhiên, công tác này trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp khó khăn. Để tiếp tục chủ động kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh gia súc gia cầm có thể phát sinh và lây lan trong thời gian tới, theo ông Trương Công Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, cho biết, biện pháp hữu hiệu nhất vẫn phải tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm dịch vận chuyển và kiểm soát giết mổ, nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh giống vật nuôi, vận chuyển giết mổ động vật và kinh doanh sản phẩm động vật về nguy cơ phát sinh dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn và thực hiện đúng luật thú y. Khi có dịch, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp khoanh vùng bao vây, khống chế, xử lý ổ dịch theo quy định nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, đảm bảo an toàn cho chăn nuôi và sức khỏe nhân dân. Bà con nông dân và các bạn vừa xem xong chuyên mục thú y với chăn nuôi. Xin chào và hẹn gặp lại bà con nông dân và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau.